Tới giờ chưa, tới giờ ăn chưa rồi? Hai vợ chồng, vợ bắt nồi cơm rồi. Chồng đang lựa đồ sao? Kéo kéo cào lên này, lựa đồ, đang lựa đồ để luộc ăn chứ. Vợ vô trong mua bắt nồi cơm rồi nè các bạn. Nghỉ trưa rồi đó. Này cào mé nha các bạn. Cào mé gần bờ, cào sò đồ. Ôi, ông đang đi tiểu. Về chỗ khác. Này, cuộc sống ở gần mé biển nè. Mưu sinh ở gần mé biển nha các bạn. Có cái ghe nhỏ này là người ta cào hải mã nữa nè. Ghe nhỏ nhỏ này là cào hải mã nữa nè. Cào sò, cào sò. Bè thì nuôi cá. Giọng đây là nói chung là ở gần gần biển này nè. Bè, chiếc ghe chạy ốc nổi bờ đê không? Xíu xíu kìa. Vậy vậy kìa. Chiếc vỏ, vỏ. Vỏ chứ không phải ghe nữa, vỏ đặt máy sau chứ không phải máy trong nữa. Máy xe. Ăn sao chạy. Chở gì á, chở dừa hay á. Chạy biết nhẹ. Mấy chiếc ghe này người ta chuyển đồ, người ta chạy cặp biển luôn, khỏi chạy trong sông, chạy ngoài biển nhanh hơn á.